Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ. Lâm Đồng duy trì ổn định công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Đảm bảo an toàn cho người lao động. Khó khăn tìm đầu ra cho nghề dệt thổ cẩm ở Bình Phước. Khởi nghiệp từ đam mê. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hiện nay toàn tỉnh có trên 6.700 hectare dâu, chiếm 67% diện tích dâu của cả nước. Sản lượng kén đạt gần 9.000 tấn mỗi năm, sản lượng tơ đạt trên 1.100 tấn. Các sản phẩm tơ lụa của Lâm Đồng xuất khẩu ở thị trường 12 nước trên thế giới. Để phát triển ngành nghề mà địa phương có thế mạnh, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2023, diện tích trồng dâu tầm toàn tỉnh đạt từ 9.500 đến 10.000 hectare. Trong đó diện tích sử dụng giống dâu bới, dâu lai đạt 8.000 đến 8.500 hectare. Diện tích trồng dâu ứng dụng công nghệ cao đạt 2.000 hectare. Sản lượng lá dâu đạt 200.000 tấn. Cung cấp đủ giống tầm đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất, trong đó giống sản xuất trong nước đạt ít nhất 30%, sản lượng kén tầm đạt khoảng 14.000 tấn, sản lượng tơ tầm đạt 1.900 tấn. Bên cạnh khuyến khích các nông hộ nhân rộng, các địa phương sẽ tập trung hỗ trợ sâu đầu tư diện tích trồng dâu đạt năng suất chất lượng cao, nâng cao năng lực sản xuất trứng giống tầm, mở rộng cơ sở nuôi tầm con tập trung công nghệ cao, hỗ trợ xây dựng mô hình 3 liên kết liên huyện về tổ chức sản xuất dâu tầm gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tầm và tơ lụa. Là địa phương có tiềm năng thế mạnh để phát triển ngành chè, nên trong những năm qua, cùng với việc phát huy tốt các giá trị của cây chè, thành phố Bảo Lộc tiếp tục đưa các giống chè mới có năng suất chất lượng cao vào trồng tại địa phương. Thống kê thành phố Bảo Lộc hiện có gần 8.000 hectare chè, chiếm trên 32% diện tích chè toàn tỉnh. Theo ngành chức năng địa phương, trong những năm qua, cùng với việc khai thác tiềm năng lợi thế của ngành chè, thành phố Bảo Lộc đã tiếp tục triển khai các chương trình đề án, đặc biệt đưa các giống chè mới vào trồng. Đến nay, đã có trên 40% diện tích chè được thay thế mới bởi các giống chè có năng suất chất lượng cao và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, như giống chè cao sản sang LD97, TB14 và các giống chè ô long, kim tuyên, thúy ngọc và tứ quý, với sản lượng sản xuất chế biến hàng năm đạt trên 20.500 tấn chè khô thành phẩm. Việc thay thế các giống chè mới không chỉ nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm chè, mà còn từng bước khẳng định thương hiệu chè địa phương, góp phần đem lại nguồn thu nhập, nâng cao mức sống cho người nông dân trồng chè trên địa bàn thành phố. Sau hơn 5 năm tiếp quản vận hành thương mại, dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đã hoạt động ổn định và bắt đầu có sự tăng trưởng khá. Theo kế hoạch, trong năm 2019, công ty nhôm Lâm Đồng sản xuất tiêu thụ 650.000 tấn alumin quy đổi, doanh thu 5.760 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 420 tỷ đồng. Từ năm 2020 trở đi, sản xuất vượt công suất thiết kế 650.000 tấn alumin. Để thực hiện mục tiêu này, đơn vị tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu cải tiến các công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất alumin để giảm thiểu tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ổn định và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh quản trị chi phí nhằm hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong điều kiện thị trường alumin trên thế giới đang có nhiều biến động. Bên cạnh đó, công ty nhôm Lâm Đồng còn rà soát, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật đối với các công đoạn sản xuất từ khâu khai thác đến khâu chế biến khoáng sản, cũng như đảm bảo các yếu tố về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác chế biến bauxit. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tuy mức thu thuế phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng 8% so với cùng kỳ, nhưng tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng rất chậm, chỉ đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt 37% so với kế hoạch, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm cũng chưa đạt mục tiêu đã đề ra. Một số nguồn vốn đầu tư xây dựng tiến độ giải ngân chậm, như nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất mới giải ngân 159 tỷ đồng, bằng 29,4% kế hoạch, giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Nguồn vốn sổ số kiến thiết giải ngân 205 tỷ đồng, giảm khoảng 21% so với cùng kỳ. Ngoài ra, nguồn vốn nước ngoài giải ngân cũng giảm khoảng 21% so với cùng kỳ. Nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giảm hơn 31%. Nguyên nhân giải ngân các nguồn vốn chậm là do một số dự án trọng điểm mới được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6 năm 2019. Các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài còn chưa có sổ tay hướng dẫn thực hiện,
phải điều chỉnh kế hoạch thực hiện tổng thể. Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ kéo dài còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia mới được phân bổ kế hoạch vào quý 1 năm 2019. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp phải song song hoặc đi trước một bước với quá trình sản xuất để hiệu quả hơn, bền vững hơn cho doanh nghiệp là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền nâng cao ý thức về tác động về nguy hại của rác thải nhựa với con người, môi trường và hệ sinh thái, xây dựng các mô hình thu gom và phân loại rác thải trong cộng đồng khu dân cư, nhất là tại các đơn vị trường học ở các địa phương trong tỉnh, thu gom các sản phẩm từ nhựa, ly chai nhựa, chai thủy tinh, hộp lon kim loại đã qua sử dụng để tái chế hoặc bán phế liệu. Bên cạnh đó, phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, bao ni lông khó phân hủy, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen thải bỏ các sản phẩm nhựa, ni lông không thân thiện với môi trường. Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt để các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đều được tham gia và hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế. Từ đầu năm đến nay, đã có 309.000 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người nghèo. Cụ thể, cấp hơn 45.000 thẻ cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Hơn 212.000 thẻ bảo hiểm y tế cũng được cấp phát cho đồng bào người dân tộc thiểu số và người sinh sống ở vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số là nội dung quan trọng trong công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội tại các địa phương. Bên cạnh việc giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, thì việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đã từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi ý thức về khám chữa bệnh cho người dân ở các hộ nghèo, cận nghèo, giúp các đối tượng này có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại. Sáng ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với công ty Honda Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ chốt của các sở giáo dục đào tạo ở 10 tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Tại buổi tập huấn, gần 100 đại biểu đã được tìm hiểu cụ thể về những phương pháp, nội dung, cách thức triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai sẽ được khởi động thực hiện trong năm học mới 2019-2020. Tất cả các nội dung được tập huấn lần này sẽ giúp cán bộ giáo viên chủ động sáng tạo giáo trình và tổ chức nhiều hình thức giảng dạy phù hợp dựa trên các nội dung gồm khái niệm văn hóa giao thông và những hành vi biểu hiện của văn hóa giao thông, trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi bị tai nạn giao thông, hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ. Đây là chương trình phối hợp giữa Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phổ biến về chương trình học an toàn giao thông đến 100% các trường học trên cả nước, giúp học sinh vững về kiến thức và kỹ năng, hình thành thói quen hành vi tham gia giao thông một cách văn minh an toàn để tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông trên đường. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn cũng như trang bị bảo hộ cho người lao động là yếu tố then chốt quyết định an toàn cho công nhân. Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện tương đối tốt về công tác này. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, ngành nghề thủ công vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đầu tư đúng mức để đảm bảo an toàn cho người lao động. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhóm phóng viên thời sự có phóng sự đề cập đến vai trò công đoàn trong công tác đảm bảo an toàn cho người lao động ở các doanh nghiệp. Với gần 500 công nhân đang làm việc, Công ty Cổ phần Công nghệ Sơn Hoa Đà Lạt luôn chú trọng đến trang bị bảo hộ cho người lao động. Bao tay, khẩu trang, áo bảo hộ lao động, xây dựng nội quy quy định về an toàn lao động được doanh nghiệp trang bị đầy đủ. Ngoài ra, Công ty Rừng Hoa Đà Lạt còn đảm bảo các chế độ chính sách bảo hiểm cho công nhân. Đối với nhân viên cấy mô thì công ty sẽ trang bị như là áo blue cấy, nón cấy và khẩu trang để trong quá trình làm việc mình sẽ được an toàn. Bản thân em thì thấy là việc an toàn này rất là tốt đối với nhân viên. Bước vào công ty, bọn em đã được học hết những cái
điều về cơ bản về an toàn, và trong quá trình làm việc là đều được cấp trên hướng dẫn. Công ty sẽ duy trì cái hệ thống an toàn ổ sáp mà công ty đã và đang thực hiện. Tiếp theo nữa thì công ty cũng sẽ nghiên cứu các cái điều luật của nhà nước để mà bổ sung vào trong hệ thống mà pháp luật của công ty mà đang áp dụng đối với người lao động. Một vấn đề tiếp theo là công ty sẽ theo dõi và giám sát các cái hoạt động trực tiếp của những người lao động, đặc biệt là những lao động vận hành các cái máy móc mà đòi hỏi về cái an toàn nghiêm ngặt, để mà trang bị đầy đủ và hơn cho những lao động đó. Hiện nay Lâm Đồng có trên 8.000 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh về rau hoa, nhà hàng, khách sạn, du lịch, dịch vụ, v.v. Nếu như các doanh nghiệp lớn, người lao động được trang bị bảo hộ, thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn lao động theo luật lao động năm 2016, thì ở các doanh nghiệp nhỏ, các chủ doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đến công tác này, nhất là ở một số lĩnh vực như xây dựng, các ngành nghề thủ công như làm sắt thép, làm việc ở khu vực trên cao. Nguyên nhân chính là do ý thức người lao động chưa cao, cho rằng trang bị bảo hộ cản trở trong quá trình thao tác công việc. Các đơn vị doanh nghiệp chưa tập trung đầu tư nguồn lực kinh phí để xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Công tác đào tạo nghề và huấn luyện, lý thuyết an toàn vệ sinh lao động tại nhiều doanh nghiệp còn bỏ ngỏ, chưa quan tâm đúng mức. Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn còn sử dụng các công nghệ lạc hậu, thủ công, chưa có biện pháp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động chưa có biện pháp nhận diện rủi ro để phòng ngừa, nhất là các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có tính chất rủi ro tai nạn lao động cao. Khó khăn hiện nay là về các cái doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên về mặt kinh phí cũng như là cái đội ngũ nhân lực của sở để làm cái công tác này, để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về cái cho doanh nghiệp biết, thì chúng tôi cũng dần dà tìm các cái biện pháp để cải thiện, đặc biệt là đưa tất cả thông tin lên trên trang web của sở. Chứ còn nếu như mà để mà đi đến từng cái doanh nghiệp để mà tuyên truyền thì cái nguồn lực cũng như là nhân lực của chúng tôi không có. An toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp là quyền cơ bản của con người. Nơi làm việc an toàn và vệ sinh là yêu cầu trách nhiệm của doanh nghiệp và toàn xã hội. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2018, trên toàn quốc xảy ra trên 7.000 vụ tai nạn lao động, làm trên 8.000 người bị tai nạn. Riêng tỉnh Lâm Đồng xảy ra 10 vụ tai nạn lao động, làm 11 người chết và 1 người bị thương. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng, các doanh nghiệp cũng như người lao động cần quan tâm, hướng dẫn, đầu tư thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình làm việc. Cái ý thức của người lao động thì bước đầu thì doanh nghiệp cũng như là người lao động phải có một cái sự gắn kết với nhà nước để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, để cho người lao động biết rằng những cái trang thiết bị mà bảo vệ lao động cho người lao động này thì chính là bảo vệ cái hạnh phúc và gia đình của người ta. Trong quá trình đó họ thực hiện đúng nguyên tắc, đúng tất cả mọi cái quy trình và cũng như là những cái trang thiết bị đầy đủ thì cái sức khỏe người lao động được đảm bảo và được tái tạo sau những cái ca kíp làm việc. Còn nếu anh không chấp hành cái việc này thì dẫn đến là những cái tình trạng tai nạn lao động hoặc là có những cái tổn thương nặng đến cái mức độ suy giảm cái sức khỏe, thì đó là một cái sự tổn hao về cái mặt tinh thần, về cái mặt tài chính của người lao động, thân nhân người lao động và cả doanh nghiệp. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động là một trong những bước đi quan trọng, đúng đắn và cần thiết của các doanh nghiệp trên con đường phát triển, là điều kiện phát triển toàn diện, ổn định của doanh nghiệp, thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe người lao động. Vì vậy, xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp phải song song hoặc đi trước một bước với quá trình sản xuất để hiệu quả hơn, bền vững hơn cho doanh nghiệp hiện nay. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện duy trì 7 bếp ăn tình thương tại bệnh viện, giúp cho gần 27.000 lượt bệnh nhân nghèo có suất ăn miễn phí với trị giá trên 172 triệu đồng. Nồi cháo tình thương tại một số địa phương đã đáp ứng gần 14.400 suất cháo dinh dưỡng. Tủ bánh mì từ thiện giúp cho gần 4.400 lượt người. Đặc biệt đến nay, hội đã lắp đặt được 17 thùng tiền nhân đạo để góp phần nâng cao nguồn quỹ nhân đạo của hội, đáp ứng cho việc hỗ trợ đột xuất cho những trường hợp khó khăn. Phong trào hũ gạo tình thương thu được gần 4.600 kg gạo, giúp cho gần 460 hộ gia đình. Ngoài ra, các mô hình truyền thống như 10 người giúp 1 người, nuôi heo đất giúp bạn nghèo, tủ quần áo từ thiện vẫn đang được duy trì tốt, giúp đỡ thường xuyên cho hàng trăm lượt người nghèo, với tổng trị giá hoạt động của công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo là gần 28 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các ban ngành tổ chức nhà hảo tâm đã trao gần 500 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 340 triệu đồng. Đặc biệt nhằm thực hiện tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Đoàn công tác của sở đã đến thăm và tặng quà cho hơn 600 em tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn với kinh phí gần 90 triệu đồng. Đồng thời vận động các địa phương tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, qua đó trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Thông qua Hội Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 19 tháng 7, đoàn từ thiện của Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 6 chiếc xa lăn cho hội viên người khuyết tật Đà Lạt, mỗi chiếc xa lăn trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng 270 phần quà bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì gói, nhu yếu phẩm, mỗi phần 200.000 đồng và tặng 1.000 cuốn vở cho 100 học sinh là con em của người khuyết tật. Tổng kinh phí cho đợt công tác xã hội từ thiện lần này trên 80 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động xã hội có ý nghĩa mà đoàn từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm liền, nhằm tạo điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn, những người thiếu may mắn trong cuộc sống, không mặc cảm vươn lên hòa nhập cộng đồng. Những nội dung chính trong phần tin trong nước. Hiện nay các nghệ nhân, người làm nghề truyền thống tại tỉnh Bình Phước không thể sống được với nghề vì đầu ra sản phẩm đang gặp rất nhiều khó khăn. Xây dựng Việt Nam trở thành một trong 10 nước hàng đầu về chế biến nông sản, đồng thời là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới vào năm 2030. Đây là những nội dung quan trọng có trong nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Nghị quyết của Chính phủ cũng đặt ra các mục tiêu ở năm 2030 có đến 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, đồng thời phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng 3% một năm, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng từ 6 đến 8% một năm. Để đạt mục tiêu, nghị quyết đặt ra các nhóm giải pháp về tiếp tục hoàn thiện cơ chế thể chế chính sách về thu hút và khuyến khích đầu tư, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác được lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như khẩn trương nghiên cứu cơ chế thí điểm về tích tụ tập trung ruộng đất, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và các bên. Nghị quyết cũng đặt ra các vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo tinh thần chính phủ kiến tạo. Ngày 19 tháng 7, giá vàng trong nước theo đà tăng của giá vàng thế giới vượt mốc 40 triệu đồng một lượng. Đây là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Hiện giá vàng trong nước vẫn thấp hơn giá vàng thế giới. Cuối giờ chiều ngày 19 tháng 7, giá vàng tại các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội dừng lại ở quanh mốc 40 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng mua vào thấp hơn khoảng 350.000 đồng một lượng so với giá bán ra. Bảng giá này thay đổi 6 lần trong ngày 19 tháng 7, có lần tăng, có lần giảm. Thị trường thì cũng khá giao dịch là khá trầm lắng, có thể là do chưa phản ứng lại với cái sự biến động của tỷ giá, nhưng mà đến đầu giờ chiều thì đã bắt đầu xuất hiện là lực khối lượng đi bán rất là khá là nhiều hơn buổi sáng. Ghi nhận tại các cửa hàng vàng, lượng khách mua bán không có đột biến, chủ yếu là giao dịch vàng trang sức. Hơn nữa, người dân mua bán do có nhu cầu chứ không do tác động của giá vàng. Chị ở nhà chị quyết đi mua hôm nay thì cái giá nói chung là không quan trọng. Tại vì mình mua tặng con gái thì mình không quan trọng giá cả. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, nguyên nhân chủ yếu giá vàng thế giới tăng cao là do các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ ủng hộ việc Fed hạ lãi suất cơ bản trong phiên họp cuối tháng 7. Ngoài ra, căng thẳng giữa Mỹ và Iran không ngừng hạ nhiệt nên nhu cầu đầu tư vàng tiếp tục tăng. Trong 6 tháng vừa qua, giá vàng thế giới tăng 10%, vàng Việt Nam tăng 6,3%. Giá vàng SJC hiện đang thấp hơn giá vàng thế giới khoảng 500.000 đồng một lượng. Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khu vực phía Nam Trung Bộ, hiện đang có trên 14.500 hectare bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trong đó, Phú Yên là địa phương có diện tích bị ảnh hưởng nặng nhất với 4.300 hectare. Ngoài ra, do thiếu nước, khoảng 7.900 hectare trong khu vực cũng phải điều chỉnh giảm diện tích sản xuất vụ hè thu so với kế hoạch. Dự báo tổng diện tích cây trồng có khả năng bị hạn, thiếu nước tưới trong vụ hè thu là 52.800 hectare, chủ yếu là diện tích trồng lúa và cây màu. Một số vùng hạn nặng có khả năng bị chết, bao gồm Phú Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Hoài Nhơn. Cũng theo Tổng cục Thủy lợi, tuần qua, mực nước lũ sông Cửu Long giảm theo chiều.
Theo số liệu đo được, mực nước lớn nhất vào ngày 17 tháng 7 tại Tân Châu đạt 1,17 m, Châu Đốc đạt 1,23 m, đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Mực nước lũ nội đồng các vùng đều có xu hướng tăng. Dự báo tuần tới, mực nước lũ nội đồng vùng thượng giảm không đáng kể. Vùng giữa và vùng ven biển giảm lần lượt với cường độ trung bình 2,1 cm trên một ngày và 2,5 cm trên một ngày. Mặc dù tỉnh Bình Phước đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Sờ Tiên trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2016-2020, thế nhưng hiện nay, phần lớn các nghệ nhân, người dệt thổ cẩm trong tỉnh là chưa thể sống được với nghề vì đầu ra sản phẩm đang gặp rất nhiều khó khăn. Nằm trong tổ dệt thổ cẩm, 40 thành viên ở ấp Phùm Lu và ấp Bù Dinh đang trong tình trạng khó khăn tìm đầu ra. Bà Thị Mương là nghệ nhân đã có trên 40 năm với nghề dệt thổ cẩm. Thế nhưng, những người làm thổ cẩm thủ công truyền thống như bà chưa thể sống được bằng nghề để kiếm thêm thu nhập. Cái khó khăn nhất là chị em phụ nữ chúng tôi biết dệt. Nguyên liệu mua rất đắt, để dệt một sản phẩm mất rất nhiều thời gian, trong khi bán ra thì lại rất rẻ. Sắp tới tôi nghĩ nhà nước, tỉnh, huyện cần hỗ trợ đầu ra cho bà con. Có như vậy, chị em chúng tôi mới duy trì được nghề dệt truyền thống của mình. Cuối năm 2016, dù được đầu tư nhà máy dệt, máy may, tủ để trưng bày trị giá hàng trăm triệu đồng, thế nhưng 32 thành viên của tổ dệt thổ cẩm ấp Thanh An vẫn hoạt động rất cầm chừng vì đầu ra của sản phẩm gặp nhiều khó khăn, thậm chí có người còn bỏ nghề. Chỉ cần bán được thôi, có rẻ hơn cũng mừng, chứ bây giờ chán lắm. Làm mà bán không được, trong khi bản thân tôi ngày nào cũng ngồi dệt. Đối với địa phương là cố gắng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con để giữ vững lại được cái nghề truyền thống của mình, để không có mai một đi. Cái thứ hai nữa là cũng là tìm cái đầu ra cho các cái bà con trong cái nghề hành nghề dệt thổ cẩm này. Đặc biệt là cũng mong muốn là các cấp là cũng tạo điều kiện thêm hơn nữa giúp đỡ cho các cái tổ dệt thổ cẩm này nè, bằng cách là tìm đầu ra, là liên hệ đến với những cái chỗ khu du lịch vào ngoài tỉnh để người ta hài hòa cái sản phẩm, và từ đó mình có thể là bán được cái sản phẩm chạy hơn, đặc biệt mình giới thiệu được cái sản phẩm của địa phương, đặc biệt của địa phương Thanh An cũng như Bình Phước mình. Dự án bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Stiêng là một trong những dự án lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào. Tuy nhiên, các thành viên tham gia dự án lại chưa thể sống được bằng chính nghề dệt truyền thống của mình. Sản phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi và đầu ra còn nhỏ lẻ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết tại phía Nam, hôm qua 19 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết khu vực phía Nam. Qua đó đề nghị các tỉnh thành trong khu vực khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kéo giảm số ca mắc sốt xuất huyết. Tính đến tháng 7, cả nước có hơn 96.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca sốt xuất huyết tăng cao chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với việc miền Trung đang trong cao điểm mùa mưa, muỗi sinh sôi nhiều nên dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp hơn và vào đỉnh dịch vào khoảng tháng 9, tháng 10. Trong khi ở các đô thị có mật độ dân cư cao, khu vực đông công nhân, công tác phòng chống dịch đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi gặp khó khăn đó là cái phun hóa chất ở trong hộ gia đình. Có thể ở ngoài không gian, ở ngoài vườn trống thì rất là dễ, nhưng trong hộ gia đình là rất khó. Kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại cơ sở, lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng hạn chế lớn nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay là công tác truyền thông chưa đúng, chưa trúng. Nhiều nơi, nhiều người dân còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc diệt lăng quăng, hạn chế sự sinh sôi của muỗi, tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết, đồng thời chưa phân loại, phân luồng tốt các ca bệnh. Khi mà có biểu bệnh nhân là trẻ em, người lớn có biểu hiện sốt huyết, có sốt mà dùng các thuốc giảm sốt không bớt thì phải đưa đến cơ sở y tế và theo cái chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhẹ thì chỉ cần điều trị ngoại trú, bệnh nặng thì mới nhập viện và cũng không nhất thiết phải lên các cái tuyến trung ương và tuyến cuối, sẽ gây quá tải, tăng thời gian nhập viện, tăng nguy cơ tử vong và đặc biệt là có thể bị lây nhiễm chéo. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phía Nam tổ chức các đợt truyền thông mạnh mẽ, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng quy mô lớn từ nay đến cuối năm. Đồng thời yêu cầu các bệnh viện phân loại, phân luồng bệnh nhân,
điều trị tốt ở bệnh viện tuyến dưới, không để quá tải ở tuyến trên. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình du lịch canh nông gắn với ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Mô hình khởi nghiệp thành công của người thanh niên trẻ. Là thạc sĩ tài chính, từng là cán bộ của một ngân hàng, nhưng với đam mê sản xuất, kinh doanh, năm 2017, anh Nguyễn Văn Dương quyết định đầu tư mô hình du lịch canh nông gắn với ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Nhờ tính sáng tạo đổi mới trong kinh doanh, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, giờ đây trang trại do anh làm chủ là điểm tham quan hấp dẫn của du khách mỗi khi đến với thành phố hoa mộng mơ. Bắt tay vào thực hiện giấc mơ ngày đầu mới làm du lịch canh nông với anh Nguyễn Văn Dương là cả hành trình gian khó. Thiếu kiến thức sản xuất, thiếu nguồn lực đầu tư. Nhưng với phương châm chậm mà chắc, anh đã đi học hỏi kinh nghiệm sản xuất công nghệ cao gắn với kinh doanh du lịch các nước tiên tiến, sau đó trở về đầu tư. Cái quyết tâm của mình là cái sự đam mê. Bởi vì là khi bắt đầu là trồng rau, trồng hoa, thời gian đầu khi trồng được thì giá nó lại, tức là được mùa thì giá lại mất. Mà khi mất mùa thì giá nó lại cao, thì lúc đấy là khi sản xuất ra hàng loạt thì cái sự phân phối ra thị trường nó cũng hạn chế. Để thành công thì nó có 3 vấn đề chính. Thứ nhất, anh phải có niềm đam mê. Cái thứ hai, anh phải có kế hoạch rõ ràng. Cái thứ ba nữa rằng là anh phải nghiên cứu thị trường, đưa ra một cái dựa vào cái đặc điểm của Đà Lạt. Do sản phẩm khi mới hoạt động chưa đa dạng, hạ tầng chưa phát triển, nên anh chủ động mở cửa miễn phí đón du khách đến tham quan. Những sản phẩm đầu tiên anh hướng đến là sản xuất rau thủy canh, sau đó phát triển thêm rau củ quả mang thương hiệu Đà Lạt. Cứ như vậy, mô hình trang trại do anh làm chủ dần phát triển ổn định. Với mục tiêu sản xuất phải gắn với du lịch, trên diện tích gần 10 hectare, đến nay trang trại có vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng này đã sản xuất khép kín với 15 loại rau thủy canh, 22 loại hoa, 7 loại củ quả. Với lợi thế sẵn có, trang trại đã xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, mở rộng không gian, gắn với kinh doanh các mặt hàng nông sản và các dịch vụ du lịch đi kèm, với doanh thu hàng năm hơn 60 tỷ đồng. Mình luôn luôn học tập và ghi nhận những ý kiến của các khách du lịch, bởi vì khách du lịch cũng giống như là các công ty lữ hành, người ta sẽ cho mình những kinh nghiệm để mà mình tiếp tục hoàn thiện hơn. Bởi vì du lịch là luôn luôn đòi hỏi các ý tưởng và luôn luôn thay đổi các ý tưởng để theo kịp với lại cái nhu cầu của du khách. Trước đây là người ta chỉ có biết là trồng các loại rau hoa củ quả trên thủy canh là rau xà lách, nhưng sắp tới sẽ trồng dâu tây này trên thủy canh luôn, dưa lưới này, các cái củ khác. Không chỉ kinh doanh có lãi, nếu như cách đây 3 năm mỗi ngày trang trại này chỉ đón vài chục khách, thì đến nay bình quân mỗi năm thu hút hơn 400.000 lượt khách đến tham quan. Đồng thời trang trại giải quyết việc làm cho 160 lao động địa phương với thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Công việc ở đây là rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau, có cả làm bán vé, bán hàng, làm trong trang trại mà tính chuyên nghiệp rất là cao. Làm việc ở đây thì em đã đáp ứng được cuộc sống của em rồi. Ra đây khí hậu vừa mát mẻ mà vừa có hoa, vừa có rau, không biết nói sao nhưng mà em thấy rất là hay. Qua đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trang trại rau thủy canh Vạn Thành Đà Lạt hiện đạt hơn 50 tiêu chí về du lịch canh nông, vượt gần 10 tiêu chí theo quy định đề ra, được công nhận là điểm du lịch canh nông chất lượng. Với niềm tin nghị lực của người trẻ, thành công từ trang trại này của anh Nguyễn Văn Dương là động lực để anh thỏa niềm đam mê, sáng tạo cho bản thân, tiếp tục chinh phục thành công hơn nữa con đường khởi nghiệp của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.